xe tới nè, ngủ hoài, họ sẽ chở đi nữa bây giờ. Đi làm lơ xe đã cực khổ, còn gặp thêm chị khách báo đời khiến cho anh chàng muốn bỏ nghề. Ai cũng biết mỗi ngành mỗi nghề đều có những khó khăn vất vả riêng. Ấy vậy mà nghề lơ xe của anh chàng sau đây chắc phải được xếp vào top những nghề đau tim nhất của năm. Vì cứ dăm ba bữa là anh lại gặp phải một vị khách báo đời như này. Nhà đón đi xe tới nè, ngủ hoài, họ sẽ chở đi nữa bây giờ. Lúc lên xe, chị khách có dặn khi nào tới trạm dừng chân thì nhớ gọi dậy giúp vì có người nhà ra đón. Vậy đó mà tới chỗ dừng hơn 10 phút, gọi hoài mà chị khách không chịu dậy. Lúc này anh lơ xe run dữ lắm nè, tưởng chị khách ngủ một giấc ngủ ngàn thu không đó. Gọi quá gọi, kêu quá kêu, mãi bà chị mới nhúc nhích. Nhiều khi đi làm, áp lực chủ xe với tài xế thì ít, mà gặp phải mấy khách như này chắc có ngày đứng tim luôn qua. Nhiều cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận hài hước kiểu: vậy đó mà cứ hở nói lên xe là ngủ không có được. Ngủ kiểu này đúng là làm người ta sợ chết khiếp mà. Mình cũng từng bị giống thế, mà lơ xe không có kêu, tỉnh dậy thì cách nhà 80 km rồi, thiệt đáng lòng. Các bạn đã từng có những kỷ niệm đi xe giường nằm tương tự như vậy chưa? Để lại chia sẻ cho chúng mình biết với nhé.